hay là 10 người vô chơi gián dịch thôi nhỉ? Chờ. Đúng không nhỉ? Nhưng mà không có nhiều chức năng hết chứ. Bình thường mới 16 mới full chức năng đúng không? Xong rủ mấy anh em độ tộc này. Đâu, để tao cầm coi. Đấy, bên này anh Khôi các thứ này, chin chin này. Ui dồi. Bao nhiêu người này? Chúc này, trời ơi. Cộng đi, ông cộng đi, có mối quan hệ cộng đi. Ông cộng đi. Có bốn chân lý nữa nè, nhưng mà nó không có đi cọp bên đây. À, anh gửi nhé, anh gửi, anh gửi. Anh gửi đi. Đây, tao gửi ra nhé. Không được, ngại lắm, ngại lắm. Trời ơi. Bây giờ tự nhiên kiểu cộng như thế, xong người ta bắt đầu để ý. Đấy, xong người ta inbox rồi nói chuyện với nhau, tự nhiên hợp quá. Đấy, xong rồi đi, xong rồi hẹn tại nhau đi chơi không ngoài đăng đời. ký. Đấy, xong bọn tôi yêu nhau sao, xong rồi bọn tôi cưới nhau rồi đẻ con rồi sống một cuộc sống happy life, happy ending thì sao? Đây đông quá hay lồn Dũng ơi. Xin này như xin phết cho anh Khoa. Ui, ui dồi ôi. Riêu, 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 riêu. Daddy đê, daddy đê. Đồ đẹp rồi thì daddy đê. Đồ đẹp rồi, get đi đi bé ơi. Trời, không lên tiếng giống phát lắm nè, từ 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 từ, phát đấy. Đây đây đây, em đây, em đây, em đây, em đây. Ở đây rồi, đây rồi. Ai giời. Ready này. Xem chơi thử xem cài đặt đúng chưa đã. Ôi Discord mẹ bao nhiêu lâu thế mà là ngấm bình thường. What the fuck man. Ben ơi. Qua anh ơi. Dạ. Tin anh không? Gì vậy? Tin anh không? Dạ. Mày là gì ấy? Em á, em dân thường. Nhưng mà map này em chưa chơi bao giờ. Ê, ê, bún lấp vịt này, bún lấp vịt này. Vừa đấy, đi một mình này, xong rồi định giết anh em mình đấy. Thề. Ờ, hay là chị bún giết mẹ. Ông này, đi, đi cùng, đây, đi cùng, sẵn sàng đi cùng. Con này, đi cùng này, đây làm. Đây làm nhiệm vụ này. Ê, mọi người ơi, bún đi một mình. Bún đi một mình thôi, định double kill. Em là Quang Anh này. Double kill này. Ờ. Mọi người ơi, coi cẩn thận chị bún nhá. Quang Anh ơi, đừng có tung tin vịt, đừng tung tin vịt. Quang Anh ơi, cậu Hải. Hiểm quá, đéo tin ai được, đéo tin ai được. Hàng Quang Anh tôi cũng chỉ kiểu lấy lòng tin là thế thôi, chứ tôi cũng đéo tin. Đây rồi. Từ đâu đây? Ôi. Ôi. Quá nhở. Tại sao Quang Anh cứ đi theo mình nhở? Ô, anh Ben. Qua anh ơi, xin mẹ đi, mẹ đừng giết anh, qua anh ơi. Anh làm nhiệm vụ đi, em canh cho, em canh cho. Ôi. Anh làm nhiệm vụ đi, em canh cho, em canh cho. Mày làm nhiệm vụ ở đâu ấy? Khoa học. Tao le git nha, tao le git nha, tao làm nhiệm vụ trong đây này. Nhiệm vụ gì? Thỏ cái nến. Thỏ nến. Đến cắt à. Cổ, cắt cổ mới. Thỏ nến. Mới thỏ nến chứ không? Ai có nhiệm vụ thỏ nến trong đây không? Chắc cái là biết to le gít liền. Ôi ôi ôi, cháy lửa, cháy lửa, cháy lửa. Lửa để tôi, để tôi. Để tôi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi gặp. Thằng nhiếm gì vậy? Ô cái gì đây? Thằng nhiếm gì mà? Trời ơi! Ủa? Thằng nhiếm! Anh nhiếm sao anh giết ghê vậy? Ủa? Thằng nhiếm nó chạy ngược về từ cái phòng cái tấm thảm mà cái đèn rơi xuống ấy, nó chạy xuống dưới, trong khi đó trái đang ở trên. Đó, em cũng confirm nhiếm chạy ngược về, em đi theo anh Ben mà. Nhưng mà cái xác ở đâu? Vốt nhiếm đi! Cái xác ở đâu? Cái xác ngay chỗ, mấy chỗ đèn cày, cái lò sưởi ấy. Thôi em còn chưa nha. Em còn chưa vào đấy mà. Em bỏ qua này. Với cả em đi cùng thằng Quang Anh đến giờ mà. Ơi, là... từ từ. Nhím đi ngược lại mà, nhím đi ngược lại. Em nghĩ là em nghĩ là giao đầu. Em bỏ qua nha. Giao đầu đi bỏ qua nha. Ô. Nhưng mà ghim nhím này. Sao ben gì vậy? Không nhưng mà ghim nhưng mà bỏ qua nha. Hồi nãy em thấy anh đi chung với nhím mà, biết là nó gần nhau lắm đầu mà. Không nhưng mà nhím có tách đoàn. Nhưng mà chưa không có tách, em đi đâu với nhím này từ đâu. Không, anh có gặp đúng mà. Trời ơi, anh có gặp đúng mà. Sao lại bốt rồi? Ôi ôi. Sao lại bốt rồi? Ok, lại bốt rồi. Không sao. Mày quá. Chưa đủ bốt, Ôi, mẹ ngoan thế nhở? Đấy, mọi người có thể tin anh Ben luôn. Tao tin mày với mày. Thì đéo phải tao.
Ừ, bố mày biết mà. One violin ạ. Dương ơi, Dương ơi. Tao giết là, tao giết là tao giết, tao nhận ngay. Đéo phải tao. Ừ, đang cooldown đúng không con mẹ mày, bố mày trả trước. Mày không, như mày định giết tao với tao ấy. No. Mày giết tao không? Thằng Long đây, thằng Long đéo ra nhá. Đéo phải tao thôi. Thằng Long ra nhá. No. Anh em giờ. Đéo. Ông, thằng Diễm nó dí em bên bạn đéo phải tao. Thằng Diễm nó dí. Thằng Diễm nó dí em sợ quá, thằng bấm chuông nha. Đã bảo nhím mà. Nhím vào đây, không có gì mà sao liên kết rồi. Tao giết mày rồi. Đéo phải tao. Mày dí tao nè. Bố mày thề. Không phải. Nó tắt đèn có đi lẻ đâu. Mày phải hiểu này. Điệp mạng đã biết ai làm việc cho nên sự đoàn kết và sức mạnh mày hiểu không bố? Anh em phải ở cạnh nhau. Có con vịt trang mà mọi người. Từ từ, bây giờ là xem cái chết của Lim này. Đấy. Từ từ nha, để em nói này. Để em nói này, hồi nãy lúc mà Nhiếm nó đang làm cái bức lan sửa đang làm nhiệm vụ bức tranh nhá. Thì làm sao mà làm nhanh vậy? Em vừa bảo là mày được cooldown với tao không xong nó gửi em luôn. Mày điên à, cái nhiệm vụ bức tranh đấy là lau bức tranh, đéo phải là ghép được chưa? Thế là tao bấm kích phải xong luôn. Em bảo ghim anh nhỉ. Được chưa? Ê, thôi em bỏ cho ghim nha, ghim nha. Rồi ghim nha. Ghim nha, không được giết nhá. Lúc Hiếu chết ý, từ Hiếu bên pha em đi cùng, em thấy đi cùng Kato mà. Mọi người ơi, nhưng mà đi thế là Kato rồi. Xong lúc bắt đầu chảy ra đi cùng Rambo mà. Có thể Hiếu đâu đó. Ok, làm gì đó. Nhưng mà chảy xong là Hiếu chết rồi mà. À, thế đéo làm gì cũng bị gì. Lim cách đi thôi, quan tâm đến Lim cả kìa. Cái gì đây? Phát triển hơi nhiều mẹ mà. Điệp mại mày đéo phải tao. Đéo phải tao. Đợi mày. Mày đây là tao một mình, tao cũng sợ mà. Anh em phải đi cùng nhau. Đéo phải điệp tao. Bố mày đéo tin. Bố mày đéo tin, đừng lấy lòng tin của tao. Mày phải tin tao, đây tao có nhiệm vụ đây. Mai tin tưởng không nhở? Ô, lắng này của gì anh? Vặn cái nốt nhạc cho nó chuẩn em ơi. Đây rồi. Điệp mạng nó sắp thẳng rồi. Đấy, ngon ngay. Ô, điệp mạng lại gãy. Đây rồi. ê, mẹ thằng khoa học đi lẻ nhá. Không tin em. Không, anh có học. Ủa, sao lại không tin? Thằng khoa học đi lẻ. Đâu nhở, nó đâu rồi? Cẩn thận đi đâm cắt cổ ấy mọi người. Nhím ơi em bảo này. Ơi anh. Nhím ơi em bảo. Cái gì? Là gì? Anh em bảo. Không, em bảo luôn trước mặt mọi người đi. Công khai luôn đi. Ôi, đóng cửa kìa. Yêu thế nhở? Em công khai luôn đi. Có chuyện không, không? Không phải anh thề không? Anh thề không phải anh. Anh nhìn lại anh nhìn lại. Ơi. Em bắt đầu tin tưởng anh rồi đấy. Thì chả thế. Anh. Sao mà Hân bảo tin tưởng là sao? Hân là gì? Thằng Nhím đây. Cái gì đây? Nhím đây. Trời ơi, chứng cứ cơ sở vật chất đâu? Mà lại bảo là người ta. Không. Tao thấy mày rõ ràng chạy xuống với xác mà em có thôi. Em confirm. Phơm lời anh Ben là đúng. Thấy được chưa? Ôi dồi ôi. Không, em đứng ở sau đấy, Nhím nó chạy ra mà. Anh. Linh cái dao này mà anh Nhím chưa giết người á, là nó vẫn hiện là ngỗng nha. Nhím mà. Ôi, anh bảo gì cơ? Anh. À, từ đèn lên đã, đậu có xanh đâu mà. Anh bảo này, quay ơi. Đừng tin đàn bà độc ác lắm, thì phải chạy đi. Cái này em là thám tử đúng không? Bên chỗ biết trong khóc thôi. Cái chỗ này nhá, em thấy anh Nhím đi qua xong rồi giết anh Hiếu. Này nhá, em đừng có bịa đặt nhá, anh ở đây rồi nhá. Ba mặt một lời xem nào. Em đừng có bịa. Sao em làm gì xong rồi em định gì cho anh chứ gì? Em đừng có đi đâu. Không. Không ai sửa điện à? Mẹ sao đéo ai sửa điện vậy? Anh không ai sửa. Không ai sửa điện à? Không ai sửa. Đi. Nhưng mà đây nha. Ok. Rồi. Chỗ này em sửa. Anh Nhím.
anh nhím xẹt cả luôn mà, tin em đi gì thôi, đi thôi, đi không sợ thôi đi, sao em lại phải bây giờ dân phòng đâu, cảnh sát trưởng đâu, xem em lại phải gọi một nhóm người không ra một góc kể nhở, xem muốn kể trước mặt lòng đông người đi. Em định thao túng mọi người đúng không? Em sửa rồi, em sửa rồi. Hơi lâu quá nhá. Anh định giết em đúng không? Không, trời ơi, anh làm gì có chức năng giết đâu. Anh giết em đúng không? Thôi anh, em đập gối đã. Anh là vịt, anh ghê thật đấy. Không phải, không phải anh. Nào thằng Nhiêm đứng dịch ra. Trời ơi, cho em bấm cái vân tay cái coi nào. Rồi, xong rồi, đến được chưa? Chị bấm và chị xong nhiệm vụ này, 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 này. Đứng hồ, đứng hồ. Không, không, em đứng đây để em bảo vệ chị. Đấy, đứa nào giết là phải bước qua xác em trước. Ui dồi ôi, tin. Thế thôi nhá. Rồi, em xong hết nhiệm vụ rồi này. Đã xong hết nhiệm vụ rồi. Đấy, đây là lúc này. Rồi một mình đập chuột này. Đây đập chuột là thoải mái này. Đúng đông, đông người mà đập chuột dễ chết lắm. Ui, flick. Hi, hu. Một con nữa. Mày làm sao? Simple bro. Ui, người đâu nhở? Sợ thế. Ui, chết con mẹ, đóng cửa rồi. Đứng ngay, đứng đây, đứng đây. Nhà mày có vịt đi qua, vịt sát thủ đi qua. Em vào đây, em vào đây. Ê, em ra ngoài đứng nhá, em ra ngoài đứng nhá. Thằng Nhím kìa, thằng Nhím kìa. Lại thằng Nhím, lại thằng Nhím, trời ơi, lại ra ngoài đứng rồi. Ơ, sao xuống, kiểu lâu thôi, chứ lâu thôi. Sửa đi, sửa đi, ok. Người chết rồi, sửa đi, ok, ok. Linh à, Linh à, Linh à. Ok. Anh Nhím. Không phải. Sao ấy, trời ơi. Nhím mà. Em ra đứng ngoài từ đầu rồi. Không anh ơi, từ từ em lên cầu thang, em xem đỏ, em xem đỏ. Lại lên cầu thang, tao đi vào sau mà. Tức là xác ở đến trước của mẹ ai. Em thấy thằng đỏ đi vào. Thôi bây giờ phải giết thôi, giết nhím chứ đỏ nhím rồi. Khả nghi không phải, không phải. Nhím để lâu đấy. Bây giờ nhá, nhím để lâu quá rồi, bây giờ nhím em bảo đi. Bây giờ em xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ em hỏi là lúc nãy ai đi lẻ. Lúc nãy ai đi lẻ là 6 đứa. Không, hồi nãy thằng Nhím nó đi với em. Không thể nào Nhím giết được. Đúng rồi, bây giờ với cả nhá, tôi xong nhiệm vụ rồi. Ai đi lẻ nó mới giết lúc mà chữa cháy mà. Không phải nó giết tên em anh Ben. Thằng đỏ. Thằng Nhím le gít. Le gít nha cho em rồi đó. Tao vào sau. Nhím có khói mà. Cả lũ đi mà khói nhau mà. Những người đứng ngoài đấy không nhìn được là có ai với ai à. Đứng ở tầng 2 thấy thằng đỏ vào này. Thế là thằng đỏ rồi. Thằng đỏ vào. Thằng đỏ. Thấy thằng đỏ rồi. Đúng rồi, thằng đỏ đi. Thằng đỏ đi. Từ đấy giờ đến nẻ. Đỏ nha. Thằng đỏ đi. Thằng đỏ đi. Bắt tầm lắm bọn em 3 người le gít đi với nhau xong rồi vào sau. Tụi em đi mẹ mồm. 6 người, 5 người. Ôi mẹ mồm. Đến tầng 2 tao thấy mày đi vào áo đỏ. Tao đi vào ai mà chẳng đi vào sao lại tao giết mẹ mày. What the fuck. Quấy cái mình tao vào đây không phải tao. Rồi 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 ông im. Sao nghe nó oan ức thế nhở? Nghe oan ức. Mày là thì mình đéo phải tôi. Không phải tôi các bạn ơi. Không phải tôi. À. Đây đây sửa cho. Em không biết sửa điện. Đây để anh sửa tao rồi, sửa cho tao sửa rồi, 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 đi pẹ rồi. Nếu ai chết không sẽ có xác nào không? Anh phải xem lúc đi lẻ, tại vì 6 đứa em lúc nãy là đi chung rồi á. Đây nhá, bây giờ em biết do của một số người rồi, Rin đi đây, Rin. Thế ai chưa làm nhiệm vụ làm đi là win rồi, gì nữa? Em. Đấy, em đi làm đó, đi. Em đi làm nhiệm vụ nào? Anh canh nhau, tại vì anh xong nhiệm vụ rồi. Anh Nhím, thôi em đây, đi. Không, anh xong rồi đây. Anh xong rồi, yên tâm. Anh xong nhiệm vụ rồi, anh canh cho. Thôi, em xin. Em là dân phòng. Bây giờ nhá, bây giờ Jinpe nhá, nếu mà anh chết thì là Hân nhá. Nếu mà là anh chết thì là Hân, em cứ đi chơi đi, em cứ đi chơi đi. Thôi, lắc thế. Ôi, đi sao em ra. Để em làm nhiệm vụ này, để thắng này. Anh này, cứ giết em thôi. Em định giết anh đúng không? Thôi mà. À, nhím giết em. Không, anh đã sợ kìa. Ô, Kato. Ừ, chúng ta chết.
Cái gì đây? Ờ, Kato chết từ nãy. Kato gì đây? No, chết từ nãy, Kato chết từ nãy. Kato chết từ lâu rồi mà. Kato chết từ nãy rồi mà. Chết từ cái lúc dập lửa rồi mà. Chú gì đấy? Lên đây. Ủa, thế ai ai côn vậy? Thánh Ninh. Cái đầu em vẫn nhầm hay sao ấy? Sắp tới là nhiệm vụ gì? Sao, nhưng mà thôi giết chẳng nhím đi. Không. Giết nhím đi. Trời ơi. Giết nhím đi. Không. Nếu mà, nếu, sao, nếu sao? Mà nhím, nếu mà bún dí nhím vậy chắc chắn là bún rồi. Đúng rồi. Em này. Này. Không thể có chuyện. Mọi người quá nhầm rồi. Em đi theo. Em luôn luôn đi theo anh Ben luôn á. Thế thì anh Ben cũng là một vịt luôn này. Anh Ben cũng đi theo từ đầu này bố này. Nhưng mà anh đi với nhím từ đầu rồi, nhím nó không phải là vịt. Đúng rồi. Không, nhưng mà đoạn đầu thằng nhím nó chạy mà. Em đứng theo mà anh Ben, anh ấy phát hiện ra thằng nhím giết rồi sau đó em đứng đi đằng sau thấy Ben à quên nhím chạy mà. Vốt bốn rồi, vốt bốn mọi người ơi, vốt bốn, vốt bốn, vốt bốn. Tôi nhìn bốn với anh Ben. Skip đi. Vốt bốn đi, vốt bốn rồi. Thế sao mọi người tin kiểu gì nhở? Thằng nhím không phải là cái món đấy ngoài sao? Nếu đâu cái nhím cái anh đi tôi rồi. Thế bây giờ không gì ai luôn á. Ừ, không anh non như thế thật mà đi nè, không phải tao. Ủa chị bốn đi kìa. Đúng rồi, chưa đi. Ben ơi, bao giờ anh mới định xuống tay đấy? Thằng ơi, anh bảo vệ em. Anh Ben. Đấy. Anh cũng là vì. Anh Ben đấy, anh Ben đấy thề. Đây, ê, nhưng mà double kill, double kill, double kill nhưng mà. Double kill, double kill, double kill, double kill. Sợ quá, sợ quá. Double kill, double kill, double kill. Bún kìa, chạy đi, bún, bún, bún đây. Thề. Bún đây, chạy đi. Mọi người ơi. Đừng mẹ tôi thề. Tôi nghi ở bún lắm. Ây. Ê, ê, ê. Ôi. Ê, anh em đứng đây nhá. Ôi. Ê, cẩn thận. Đứng đây. Anh thề, đàn bà toàn là những người lừa dối anh em mình thôi. Mang đến niềm đau thôi. Anh nghĩ bún là vịt đấy. Bún. Bún ấy. Bây giờ anh có muốn anh làm. Nhưng mà sao đâu? Sao anh nghĩ bún là vịt? Tại vì bún toàn dí anh từ đầu mà không hề có cơ sở gì cả. Hiểu không? Bởi ví dụ anh mà là vịt đi là anh giết mẹ ba thằng ở đây rồi. Giết làm sao được? Không anh giết được. Thì đó thì tại anh không phải là vịt. Chả giết được. Thì tại anh không phải là vịt đó. Cái anh là vịt anh không để giết được cả ba. Anh giết được. Nhưng mà anh không phải là vịt nên anh không giết được ai cả. Trời ơi, còn nếu anh là vịt là anh giết cả ba được. Em lừa thế nhỉ? Anh thật mà, phải tin anh chứ. Ê, mọi người đi với anh, mọi người đi với anh. Ở chỗ này có bún với cả anh Ben vừa nãy, anh hơi bị nghi ngờ chút. Bún, bún lại. Ủa? Ủa? Sao có 22 vịt đâu? Anh kéo có 2 vịt thôi. Sao có 2 vịt vậy? Đâm 16 người mà có 2 vịt. Thêm 1 vịt, thêm 1 vịt cái. Ôi, vịt sai lên đây rồi. Đây mới là vịt này. Ba vịt rồi đó. Anh Ben ơi, anh phải xin lỗi em đi. Vừa nãy em không phải là vịt. Anh Ben. À, anh xin lỗi mày nhé. Thề, em đã bảo em không phải rồi. Quay. Ôi chết mẹ. Hiểu chăng? Nhưng mà là, khoảng cái tên mày. Đi theo anh hơn không? Đi theo anh. Anh mà giết em là anh đấy. Anh phải từ từ chứ, trời ạ. Sao anh kết luận chứ? Em bảo không phải em rồi. Em đi cùng mọi người. Anh xin lỗi. Anh xuống cắt hoa đây rồi. Không chịu. Gì? Không chịu. Không chịu đi thôi. Và em đã đi say goodbye, say goodbye, say goodbye. Những lời yêu biển say goodbye, say goodbye, say goodbye. Bạn như chưa có gì xảy ra nhở? Mọi người ơi, có một người chết ở đây đây. Mọi người ơi, ê, anh nghe tôi nói gì không? Ê, quay. Ô. Ê. Điệp mạng đéo ai biết luôn ạ. Ê Quyền Linh ơi. Quyền Linh cái gì? Thái Linh này, anh Thái Linh nè.
Trời ơi mọi người, anh Thái Linh đây thì không để ý. Đóng cửa. Anh Ben ơi, trả lại mạng cho em. Ben ơi, trả mạng cho em. Ben đâu rồi? Leo. Trời ơi. Ôi. Rồi ôi. Ôi chị bị ai giết đây? Con vịt mà đã thành hồn chị ma. Chị bị ai giết đây? Thằng con Lim. Trời ơi sao ác vậy? Làm như vậy. Em cũng có chức năng bảo vệ nhưng mà em chết sớm quá không em bảo vệ chị ở đây. Mày im đi, mày có bao giờ bảo vệ ta đâu. Tại kiểu em vừa mới bước chân ra phát em chết luôn đi. Em chết đầu tiên mà. Chị gặp nó, à thế, ừ thế thì đúng rồi, chị gặp nó đúng lúc mà nó đang cool down nên nó không biết chị. Ôi. Mẹ ông kền kền béo thế nhở, ăn phải mấy xác rồi ấy, đùa. Ôi mẹ, anh Ben là con kia. Thề, sao anh Ben biết tôi là vịt mà anh Ben giết luôn nhở. Để mà what the fuck. Lim nhá. Anh Ben ơi trả lại mạng cho em. Anh Ben ơi, trả lại mạng cho em. Em làm gì đây? Địt mà. Đây rồi. Ôi nhiều người chết đây. Bây giờ. Ôi giời, nhiều người chết thế. Ôi đồ giản rồi. Gì xảy ra nhở? Em có thông tin quan trọng này. Em thấy thằng Nhiều Đức Pha cứ đứng ở dưới cái thảm ấy, hình như sẽ đắp đèn rơi nào ấy. Đúng. Ờ, thế là đúng rồi. Thôi bỏ qua nhá, em skip, không có thông tin skip này. Không, em skip nãy giờ mà. Cái đầu cả Kato nữa, Kato thằng dí ơi, với cả Hiếu Pha không biết nhiệm vụ. Em thấy anh Linh đi. Thằng kia là thì lại tao toàn đi chung mà. Anh Linh cái đéo thì anh Linh chết mẹ rồi. Mày bỏ tao đi, tao vẫn đứng đấy với hắn nhá. Anh Linh chết rồi. Lim, tại sao anh Linh lại chết? Em chưa gặp anh Linh. Bỏ lại đây. Không bỏ qua đúng không? Skip. Này, nhưng mà hồi nãy giờ anh không thấy xác đâu nhá. Có thể là có vật ăn xác ấy nhá. Ừ. Ông nên nó ăn được 3 xác rồi, còn gì? Ok, không phải dụng bột pha 4 bút thôi. Nhưng mà con được 3 xác rồi đấy. Ok, thế thì... À, cày thế. Mẹ, để tôi đi báo mộng. Dương ơi. À, thằng này là ăn xác đéo được. Lim ơi, giết anh Ben đi, Lim ơi. Giết anh Ben đi. Giết anh Ben đi, mối nguy hiểm. Mối hiểm họa của chúng mình đấy. Lim ơi, giết anh Ben đi. Là con Lim đó. Trời ơi, mọi người là con Lim đó. Là Lim đó. Linh ơi. Đúng rồi, tắt đèn này. Đi giữ người đi. Anh em ơi, hành động. Go, triển khai đi. Đi hành động, triển khai đi. Các chiến binh vịt ơi. Thám tử. Lim đó. Đúng rồi, giết đi. Giết Ben đi. Có nghe được lời vọng lại từ phía bên kia không, thám tử? Không giết. Ben. Thám tử đi đâu rồi? What the fuck? Thám tử ơi. Detective. Hân ơi, là con Lim đó, Hân. Đúng rồi, Lim đấy. Hân ơi, ê, Lim anh vào chỗ này. Hân. Rimpy ơi, Rimpy. Đừng. Đừng đừng gần nó, trời ơi. Cato ơi, đừng gần nó. Tại AFK nhở? Hãy nghe tiếng vọng từ bên kia đi em ơi. Giả vờ AFK, đấy để người ta không đề phòng, xong rồi cuối cùng, lúc mọi người không để ý nhất, mới bắt đầu đi hành động. Đấy, đây là thời khắc cho em đây. Chơi đi các em ơi. Chơi đi. Anh ơi, đâu rồi? Giết người đi, đúng rồi, giết thằng chó này. Giết đi, cho nó xuống dưới này chơi với anh. Trời, như thế rồi. À, Hiếu Ben. Ui, tôi nhập vào người anh Ben à? Mẹ, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử. Ui, hoạt bộ. Ê, sao đi tên? Đúng anh ơi. Xin nghe, xin cho bằng điểm máy
chơi bằng điện thoại ấy, nên là nghe hơi khó. Trời ơi, sắp may cái mạch. Trời ơi, quá nặng xảy ra rồi. Này nha, để em nói này. Em đang đứng quét nhà ở dưới cái chỗ mà gần ở dưới ấy, xong em thấy Hà Liêm chạy qua cắn, phập. Em báo luôn. Ôi trời ơi. Ồ, em nó ở dưới đấy đâu ạ? Không, chắc chắn là em còn cười nữa. Thôi, đúng rồi, cười đâu ạ? Vừa cái đúng cái người khi cơ. À, Liêm. Em vừa mới đứng ngay chỗ đấy có người đi qua mà. Thế là nghe thấy tiếng của Hà Liêm đúng không anh? Em bảo đâu, ừ, anh thấy, em ở bên kia mà. Vết thương mà cặp anh thấy chữ đồ em Liêm. Đâu mà còn cười nữa. Đâu ấy, đợi đúng rồi, còn cười, đọc biết cười, cười đúng không? Còn cười nữa. Bây giờ không cười mà thoát được. Sao mà thoát được? Thằng bà là đúng được đâu. Không cười là một đóng giả đây, giết người xong hố hố. Ôi giời. Lại còn bắn trượt nữa. Hà Liêm là chưa sách rồi. Thế thì là trước khi chết bắn nhầm mối. Ờ đúng là Hà Liêm sách thủ rồi đấy. Đúng, bắn nhầm. Mày ít level 1 rồi. Được nha, bỏ kê làm nhiệm vụ này cái quét màn nhện, quét màn nhện. Ôi, đều thấy. Quét màn nhện này. Chị ta chinh ơi. Ôi, sợ quá. Đều thấy sát rồi. Sợ quá má ơi. Thảo quá má ơi. Em nghe kìa. Điều bè sao tôi trông mà ngày nó cứ ngu thế đéo nào nhỉ. Ui. Đéo gì đấy. À con mẹ nó bị trốn tủ à. Ông kia bỏ xác đúng không. Đây xem không này. À không xem xin. Mày à văn phòng ra sửa loa họp bật cả Vina House à. Áo đấy. Từ bắt đầu à. Này, ở đây có những ai đi lẻ nhỉ? Cho tối đèn cái nhỉ? Cho tối đèn đi nhỉ? Cho dễ giết. Tối đèn xong rồi đóng cửa. Ờ, đồng chí khoa học đâu nhỉ? Đi điều tra một cái chuyên án. Này, đi điều tra chuyên án này. Thế là người đi lẻ. Cứu. Ôi. Giết người đi, đúng rồi. Giết người đi, trời ơi. Thế thôi, bị chết rồi. Giết người đi, ông kìa. Người này anh. Đóng cửa rồi. Ê. Giết đi, ơ. Đóng cửa rồi. Ai bên kia cửa đấy? Alo. Anh Ben. Trời. Nghe thấy giọng mà. Đi. Xong giết người ta. Không. Xin ơi. Support như thế rồi. À, đồng chí Dương à? Đồng chí sửa được không? Không biết sửa. Sửa cái gì đấy, sửa đi. Nào, tôi thấy là có đồng chí Hiếu Bến Phà với đồng chí Itachi là đứng cạnh tôi. Tình gì đồng chí hả? Ở chung một cái phòng khóa cửa. Báo cáo. Ui. Báo cáo. Báo cáo cái gì? Ô, chuông à? Vừa nãy nhá. Như nào? Đây, ba bọn mình tin nhau này, bạn mình tin vừa nãy nhá. Đâu sẽ phải? Ở cái phòng dưới kia kìa, là có em này. Có Quang Anh. Bốn người biết thôi. Từ anh làm nó cái nhiệm vụ này trên đây cái. Đứng làm gì? Đấy, em đây, anh gọi em à. Xong rồi sao? Đi rồi, người ta đi rồi mà. Đây, anh xem này, anh xem này. Sao cái gì ạ? Anh em mình ban được chưa? Điệp mẹ thằng bố nó bảo lên đây làm việc, điệp mẹ nó trốn trong tủ ạ. Chẳng làm gì đó. Thì ngước lên cái máy tính á. Xong... à, xem thám tử hân này. Tôi biết cái gì nào. Sao hơn lúc nãy sao? Trời ơi, giết đi! Chị thấy không? Đấy nhá. Mà! Là bốn người đấy đúng không? Đó! Giết đi! Em phải Quang Anh đứng yên mới là... Giết đi! Quang Anh toàn đứng yên không hoạt động luôn á. Nghĩa là thấy ấn nhiệm vụ này. Chị xin chờ em. Giết người khác đi. Ok. Giết người khác đi. Tại vì có hơn làm lòng tin thôi. Lòng tin này nó có quan trọng không? Chị không biết trời. Nữa. Anh Hiếu này cẩn thận. Đây, lên này em chứng minh cho. Lên này em thôi. Mà, đúng kiểu. Nhưng mà vẫn còn chị với nhau các bạn ạ. Gặp nhau là chỉ có buôn chuyện thôi. Quên mẹ mất là mình phải giết người rồi. Chẳng có tám chuyện với nhau thôi. Kên. Ơ nhờ trò chơi bằng điện thoại. Ê! Cái gì đây? Ôi giời ơi! Trời ơi! Má! Ôi giời ơi!
rồi. Anh Ben chơi điêu ghê thế. Em Ben trả lại mạng cho em ấy. Cái gì? Anh Ben đi theo tao hoài. Em sao đấy, em đi theo, em đi theo bảo vệ anh mà. Sao anh nhìn để bị thích nhìn chết sớm thế? Không phải. Anh Ben sao ra đi. Sao anh Ben nó biết em nhỉ? Anh đi anh đi dân phòng à. Anh đi pha thuốc độc ở cái bình kia, xong rồi khát nước quá uống nhầm luôn, lăn này chết. Trời ơi. Pino, Pino. Pino. Đây ơi. Gì đấy? Trêu thầy có bị vui đấy. Hảo là đấy. Thằng nào tác, thằng nào tác đến thầy đây. Em đi 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 mọi. Nghe đây xin này. Rồi này rồi này. Ôi kìa. Lại vịt. Fuck. Mà tôi kiểu không, tôi không biết nói dối ấy các bạn ạ. Tôi nói dối kém lắm. Ây, đây rồi. Đây rồi, đồng minh. Trời ơi, làm nhiệm vụ cái, làm nhiệm vụ cái này cái. Ôi, đây rồi. Hỏi chuyện. Mà cái chuột này nhanh quá. Anh cũng đập chuột đấy. Không, anh hỏi chuyện mà này. Ồ, đây là đập chuột mà. Địp lại cái bà trước mặt này. Rồi xong rồi. Lửa to. Lửa đâu ấy? Ê, lên trên. Sợ quá. Sợ quá. Giết tôi nào. Đến giờ đi săn rồi. Đáng sợ. Nó mù quá. Ảo, mù quá. Trời ơi, mở cửa. Học về lúc nãy mở ra dao của anh. Ơ, xong có ai nhở? Thế tí nữa mình fake là mình ở đồn cảnh sát được. Đúng không? Ơ, cảm ơn em nhá, Các bạn nào vừa donate nhá, thì ơi sách. Ui, anh Ben ơi, sợ quá anh Ben ơi. Ơ, à mà anh cũng là ấy nhở. Ủa thì anh em. Ui, Ben ơi, cho em đi theo với, Ben ơi. Cốt. Cho em đi theo với, Cứu, DP đuổi tôi. Để mẹ tha tôi. Cùng nước á. Ôi. Ôi. Kìa. Chị đã đi cỏ mẹ à. Trời ơi. Trời ơi. Lúc này nó đâu về lắm. Bỏ con kèn. Mẹ con chó là lén lút thế. Đi đi. Mày đừng còn giết anh. Không, em có chức năng. Chức năng gì? Xong anh cũng sẽ nói chức năng của mình cho mày. Em là pháp y. Cái gì? Pháp y á? Anh là kẻ treo tiền thưởng ấy. Thì bạn phải pháp y thật đúng không ấy? Em pháp y thật, thầy. Thầy. Thật đúng không? Ôi! Anh Toàn. Anh toàn. Anh là gì ấy? Bọn em là tin tưởng nhau, bọn em biết chức năng của nhau rồi này. Anh là ngỗng, đi cùng mẹ mình đang làm nhiệm vụ ai khóa em đây này. Anh đừng có đi đâu. Anh tự khóa mình xong rồi tạo cho mình một cái chứng cứ thả. Xong rồi để bọn em tin vào, xong rồi cuối cùng anh gọi một con vịt đến đây để anh double kill đúng không? đúng. Thôi thế chắc là ba anh em tin. Em giết anh đi. Chắc ba anh em mình tin tưởng nhau rồi ấy, anh em đi cùng nhau đi. Ê, đợi em lau cái dao ngay đây. Lau cái dao em vừa giết người cái. Đợi tí. À có dấu vân tay này.
Ui dấu vân tay của em luôn. Đi đi đi, xong rồi xong rồi. Đi 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 đi. Đi mẹ thả đồng xu, sau này lấy lãi 10 triệu. Ôi, đi mẹ anh Ben đi đâu rồi? Đi mẹ anh bảo mà, trời ơi mày đừng rời mắt khỏi anh Ben. Rời mắt khỏi anh làm em gì? Em sợ anh chết. Em sợ anh chết vì em chưa tin anh Ben lắm. Mày điên là anh đi mình sao anh chết được? Đi mẹ anh thề. Có cơ sở rồi. Uầy, hay đi mẹ em vừa đi lên thì em phát hiện xác. Bây giờ nhá, để hỏi nhá. Em là người nhìn thấy hồn ma. Đấy, em ở trong phòng kết quả anh chiếm 2 người nữa là nhìn thấy 2 hồn ma. Tức là 4 người trong đấy đang ít tổn xong rồi. Vừa nhìn thấy 2 hồn ma xong nhá. Là chị 4 đi quất phát là có đây. Hồn ma được 3 đây, đây, đây. Đây nè, mình lọc ra được luôn này đang đi. Em mà đang đi chung cùng với Dương với lại là ông R-Nip này. Quỳnh Ninh Sunny á. Đây đây đi một Quỳnh Ninh. Itachi. Đúng rồi, Sunny đúng rồi. Là ba anh em đi chung nhá, là Legit này, lọc ra được rồi đấy. Em, à, em tao... đi với cả chị Xin nè, xong rồi em đi làm nhiệm vụ, em không đi với ai cả. Nghe qua mà nó vẫn muốn đi. Vẫn muốn đi. Hay Liên Mi Lẻ nha. Cái vấn đề là con vịt nó không phải con gấu, con vịt nó không bao giờ nói thế cả. Mọi người nếu mà em đi qua, em lập tức em bỏ qua, em không đi theo. Không, tức là em đấy không phải là một thái độ của một con vịt. Không, em nhìn thấy hồn ma chứ, em xem tiếp tục là có ai chết em đi qua, em đều bỏ hết, em không đi theo ai cả. Em chắc chắn là anh nhìn Legit này, chị xin Legit này, biết Legit này. Anh Khoa đi đi play, đi play Legit nữa. Đi play Legit này. Em muốn gặp anh Khoa nhá. Không phải. Bốt bún. Thằng đép đéo nó cái đéo gì cả. Lúc mà hồn ma xuất hiện là lúc cái bún, là lúc bún thì bỏ luôn. Tức là chị bún vừa đi qua phát mới có hồn ma thứ ba. Đi tu. Thì bạn tao nguyên đẹp quá. Ê anh em ơi, mẹ em nghi rằng đẹp quá, thằng đẹp từ đến giờ nó nói ít lắm. Không, không đẹp lấy đi cùng em mà. Không phải luôn, là chìa khóa luôn. Ê, không phải đẹp đâu. Không chắc không đấy. Kìa có Liên Mi Lẻ kìa. Tại vì có ba con vịt mà, có ba con vịt mà. Liên Mi Lẻ nó giờ nè. Từ đầu đúng không? Ô, sổ cảnh sát đâu nhở? Thằng Quyền Ninh. Cảnh sát đây. Ôi anh nhím mày thế nào em Legit anh nhớ. Legit mà, anh Legit mà. Mà lúc còn anh nói thế không? Ê mọi người đi sửa nút bẩn kìa. Mà không ai đi sửa à? Chắc chắn là Đi sửa này, anh Ben nè, xong rồi Lim nè. Ben ơi đừng giết em. Cái gì? Đừng giết em. Anh giết mày làm gì? Mà biết ngay mà. Fuck em một lần đau. Đúng rồi của anh ơi. Okay. Em đã chỉ môi. Em đã chỉ môi. Lại bún. Tao vừa mới đi ra khỏi. Em hỏi em. Vừa mới đi ra khỏi tù. Nhưng ai đang vừa mới đi ra khỏi tù thì đấy nhím chết ở đấy. Và cái thằng kêu ý. Cái thằng Rin. Rin B. Ồ. Cái đứa đấy mới là đấy chứ. Em bảo. Em với anh nhím. Mày vừa mới đi qua cho rồi mày quay lại thì chị. Em bảo này, không. Anh nhím là thợ treo tiền thưởng, em là pháp y em lộ luôn. Được chưa? Em đang để chạy lại. Thay bún rồi, thay bún rồi. Không phải em đấy, chị bún rồi. Em đã sống hơi lâu rồi. Virgil. Trời ơi, là gì? Vigilant. Rin P. Ờ, nào có ai nhận là Vigilant nữa không? Vigilant. Là dân phòng đúng không? Dân phòng, ừ. Có ai nhận đúng không? Em nhận là em là Vigilant đấy. Nhưng mà Hàng Rimmie bây giờ đã chấp nhận Rimmie không nhím đâu. Em từ không bao giờ em từ tù ra sao em giết luôn ngay trước cửa tù thế cả. Thế nên không phải là mẹ ông ở nhà đâu. Không phải, em không phải là vịt, mọi người tin em. Ủa em làm sao non tới vậy được đúng không? Em không thể chơi kiểu như vậy được. Làm sao em non tới vậy được? Chị em là Vigilant mà. Rome đây, có fake Rome đây. Vigilant. Có fake Rome. Em là Việt Kiều à? Hình như phát được màu sao mà? Em không biết đọc thế nào được chưa? Lại vào tù tiếp mà. Đi giết người đi. Em xuống rồi chị Bún ơi. Ờ, vẫn chưa chết này. Ờ, chưa sao. Thề đen thế nhở. Phát thật thế. Làm xong nhiệm vụ sớm rồi đi xem mọi người. Một cốc cho tôi này, một cốc cho vợ tương lai này, một cốc cho các bạn thân yêu này. Có đi còn sao còn một cốc nữa thôi. Cả
lại này, ăn Ben là mới lại này. Đây. Thằng Lim, Lim bây giờ hay sang ở đâu? Ai mới gặp cái tung nhá. Đây bây giờ nghe em bảo. Để Lim đi nói đi. Chị xin là Silent. Đấy, đúng rồi. Em xin chết rồi. Sao mày biết? Và nhá, mọi người phải nhớ trước khi em chết nhá, anh Dép và chị Bún lên này. Đấy. Đúng, lên ít thôi. Là em thấy hai người đi chung với em. Ba người đi chung với nhau. Nhưng mà xin sao chết được nhỉ? Nhưng mà thế mới thấy nãy mới thấy anh Ben đi một mình. Sao xin chết? Đúng rồi, anh Ben mới lại sao rồi? Anh Ben đâu lại sao ý? Mà mấy người kia lại nghĩ anh mới gặp cái tung mà anh Ben ngay trong ngân hàng nè. Đâu, không, em ở phòng chung chua mà. Cái lúc em vừa xin rồi mà. Không rồi, anh Lê còn giết tao đi, giết tao đi đây. Đúng rồi. Ít mẹ anh Cát Tâu. Anh chứ ai? Bây giờ em... Nói chung ai vừa đấy ai vừa đấy mà dí em như dí bùa thì người đấy là nghi hoặc nè. Thông tin anh Ben. Anh Bô, cái anh Bô đây là không 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 không. Thông tin anh Ben, thông tin anh Ben. Anh nghĩ là lag hit đấy. Anh ơi, còn có cả Cát Tâu, cả bé Dương nữa. Là em vừa trách hồn ma là không mấy anh em mình ở đấy. Tất cả những người còn lại đều là nghi phạm. Đúng rồi, anh em tập trung nhá, anh em tập trung phòng hết chết nhá. Anh em tập trung phòng hết chết nhá. Tất cả đều là nghi phạm. Bé Dương có đi cùng Dim đâu? Có. Ờ, có. Đi mà, thằng này đau đầu đó nha. Thằng này sâu đó. Hơi đau đầu rồi đó. Anh Khoa, anh Bô cứ... Anh Khoa... Anh đang làm chủ. Xin lỗi, xin lỗi. Cốc trợ các bạn thân yêu này. Ô kìa, em có làm gì đâu ơ. Cốc trợ Amy. Ô kìa. Cốc trợ tôi này. Ý thân ai giết đấy. Cả nhà cũng vui. Ui anh Ben. Ui anh Ben ra tay dứt khoát vãi trưởng. Thề. Tập hối cũng sợ Amy nằm đâu nè. Ây. Ô cái gì đấy? Anh Ben. Em thấy anh Ben tự dưng đi chậm lại xong em quay hàng xong. Anh Ben giết nhẹ cả tàu luôn. Đúng anh Ben rồi. Không phải anh. Em nói không anh chứ ai cho anh ơi. Ben nói đi cho anh Ben nói đi em ghét từ đầu tới giờ chắc chắn rồi mà ăn luôn để mà đéo quay anh Ben nói đi anh Ben nói đi thì nói rồi đây ok anh Ben nói đây này em ok đéo quay anh thịt mà nào phải tin anh Ben là ghét không anh Ben là ghét em tin anh bình thường mà là ghét anh Ben cãi đủ anh ơ, cái con Pigeon kia là có phải vote không nhỉ các bạn nhỉ? Cái con Pigeon đi, có phải vote chết không nhỉ? Không có đúng không? Anh Ben anh em mình lấy gít gọi đi mẹ. Đây. Tôi nhớ tôi từng chơi cái con này một lần rồi, lây lan nhanh lắm. Rồi nha, anh em mình là lấy gít vãi lồn đấy. Ôi đi mẹ, đẹp chết rồi. Sao mày đứng ở trong phòng cắt tóc và đẹp chết mày không biết? Chỉ có anh đi với đẹp thôi. Ô, tao vừa quay lại chỉ có anh đi với Dép thôi. Mẹ, mày chúng tự mày giết không biết là tao là người kiểm tra hồn ma từ đầu à? Tao đang nói chuyện với Dép, Dép tự dưng câm mẹ lơ miệng vào, xong rồi mày report thì chỉ có mày thôi, chó nào nữa à? Itachi. Đúng rồi. Thằng đó quan thằng đó lấy giết mà nó nhận xét đúng mà. Tao với cả Dép đang nói chuyện tình cảm mẹ, mày tự dưng mày vạch cái nó thấy mày report thì đéo nào nhờ? Anh ơi, chúng chết mà chết thì sao? Cho Sunny nó nói đi. Em vào thấy cái xác ở đấy rồi, em mới report. Nhưng mà vấn đề là Dép với tao đang nói chuyện rất là thân mật, tự dưng tao đéo thấy tiếng nói nào, tự dưng có cái cỏ bíp cái. Đúng rồi. Bây giờ. Không, mọi người giết em thì thôi, em chịu à. Thì chạy chịu. Bây giờ bút sai là thua đấy. Còn hai không chịu thua được. Không thua được. Những cái nốt xe ấy. Không, tao tin đường đó, Tao tên đường đó. Có chịu ai đâu. Em Lim chắc đồ đồ rồi, im lặng nãy giờ này. Thấy đúng rồi. No. Có gì nói đâu. Endgame. Dạng mới rồi. Thế còn con Pigeon thì sao nhở? Người ta đang nói chuyện. Nhà nó đu với sao nhở? Phải không ta? Ôi trời ơi. Sunny vãi liền thật. Sunny, Sunny. Bôi, Sunny còn giả thằng anh cơ.
Em còn tưởng anh đang lên gít đâu, tự nhiên anh vào chém em ạ. Và cái bìu giả danh anh khoa học ạ. Căn mẹ. Tao lè gớt, tao lè gớt. Ủa? Thế anh mô toàn dí lung tung á. Mày điên à, có cơ sở tao mới dí. Toàn dí lung tung vậy. Toàn dí lung tung thôi. Cái con Pikon kia sao không thắng vậy? Này thì Hân này. Chưa lây lan hết được sao anh ạ? Mà có đời chưa lây lan hết được chết mẹ rồi. Nãy chỉ muốn không biết gì cả. Dâm lây dâm ái không ghét à. Con đấy phải lấy đi xuống nhau đi câu. Thề sống qua ba lượt nữa. Đây nó thật này, nó thật này. Chẳng cái lượt đầu anh nhỉ, muốn năm tới xin chạy ra. Ok ok ok. Hả? Anh nhím ra giờ chết đi. Tục cùi tu ra đó. Xin anh ơi, xin nó chạy lên trên. Đúng rồi. Cái gì? Đâu sao? Thân phận mình thấp bé thì mình mới có thể cố gắng để làm những cái việc lớn được các bạn ạ. Đấy, chứ không quyền năng quyền lực mình cao quá thì mình lại bị ỉ lại đấy. Không sao, không sao hết. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu bằng công việc cọ thuyền cho nó sạch này. Đấy, mình làm làm những việc nhỏ nhất mà mình mới có thể làm việc lớn được. Ê, tao bảo này, nếu mà mày là vịt ấy, có con mồi đang đứng câu cá ở dưới đằng kia một mình ấy. Đấy, mày ra giết đi. Đừng giết tao, đừng giết tao. Đây, bây giờ tôi làm. Người thông minh là sẽ biết sắp xếp công việc một cách đúng đắn. Đấy, tôi sẽ làm cái việc ở đây trước này, xong tí nữa qua làm mẹ một lèo. Đấy, xong hết nhiệm vụ bên kia là xong. Đưa mì. Đưa bịch, bịch, bịch. Người nào bịch? Ui, bịch. Cái gì đấy? Lần này 3, 4, 3, 5, 5. Ôi. Ô kìa, sao hai người chết rồi? Quay. Đó là thằng bố rồi. Rồi. Cái gì nữa vậy anh trai? Em đang đi em với bồn nãy giờ. Như thiếu mà. Em nói anh đang... mọi người nghe nha. Các màu xanh vừa rồi mà em với quang anh tóc đỏ nhìn được ấy, đó là con chim mưng. Ồ. Ồ, chim mưng. Cato là con chim mưng. Ôi giời ơi, đen quá. Ôi giời ơi, hơn quá. Đéo lỗ kệ mẹ nó đi. Ủa anh mới gặp mày mà. Xin đi như đi chung với Hân sao ấy. Hay là Ben nọ Ben chẳng mình nhiệt lắm mà Ben là em đi với chị anh Ben nào anh Ben nghe từ đâu anh Ben đấy anh Ben nhưng mà xác xác của Sunny ở đâu xác của Sunny ở đâu ừ. Hai người chết ở Sunny đâu biết chỉ tìm thấy mỗi xác của Kato ở bên dưới bên trái thôi đúng rồi chỉ tìm bỏ qua nhá ôi skip đâu biết gì cả bỏ qua nhá không biết nhá bỏ qua đây không biết gì cả anh Ben với cả chị Xin là le kít hạt le ok đi mi ai vô đây đi được nhỉ? Ôi, ơi, mày là gì đấy? Em là mẹ thằng phế vãi lìn anh ạ, em là thợ khóa, anh là gì đấy? Được mẹ anh đéo tin. Bơ mày vào thử mà. Mày nhốt anh nhá, mày thử nhốt anh trong tù xem nào. Được. Thợ khóa nhốt vào tù được đấy. Tự... Nhưng mà mày phải mở ra để được nhốt anh trong suốt đời cơ. Ừ. Được đi. Không. Đây, nhốt được á? Đâu? Nhốt như nào? Nhốt được nhỉ? Sao nhốt? Không nhốt được. Nhốt được à? Em mà nhốt được em nhốt anh ở với em suốt đời rồi. Ủa phải, biểu bro. Mẹ Hân đây, Hân tự ngọng đây. Là con vịt. Ôi, đây là nãy hai người này cũng đi với nhau ấy. À, thế là, đúng rồi, thế là ZP rồi. Tí nữa thì anh đi. Từ, mọi người canh cho tôi để tôi thả nút độc vào đây cái. Bắn. Anh cứ gặp tôi nhiều. Đây. Tôi là cảnh sát trưởng, bộ trưởng bộ quốc phòng. Bảo vệ trật tự an ninh thành phố này. Khám tử thi. Khám nghiệm tử thi cho tôi, đề nghị đồng chí xin. Khám chưa? Đồng chí nào khám nghiệm tử thi cho tôi. Ê! Từ ai giả dạng? Thật mày à. Ơ? Hay là thật? Ơ? Ai đây? Kém rõ ràng đúng không? Màu tím. Kém rõ ràng đúng không? Từ để xem GP nói gì. Ờ, em đang xem mọi người mà. Ủa? Dìm thiết rồi. Vừa xem vừa xem à? Thế bấm là không phải thằng giả dạng rồi mà nó tưởng phải là thằng giả dạng rồi. Ờ, thế thì không phải giả dạng rồi. Thế thì mày nghĩ bọn tao mù à? Bọn tao thấy mà. Ừ, nghĩ mù à? Sao không nghĩ nào? Ờ, nhà bọn tao mắc mày. Ờ, nhưng mà em nhìn... Xin ơi, em nhìn râu của Hân là gì đây? Ờ... Kẻ câm lặng anh ạ. Ôi, thế là Silent à? Ôi rồi ôi. Đúng rồi. Ôi, chém xong rồi. Tưởng là ví dụ chị cứ làm con gì nó giả dạng GP còn được đây GP nó bảo là đừng xem.
Bạn bảo chỗ khác còn đường. Hà bảo bên khác còn biết thôi. Em cũng đang nghĩ là con giả dạng. Hơi non, con vịt này hơi non. Nhưng mà đủ các màu đứng ở đấy rồi mà làm sao giả dạng được màu khác đúng không? Ủa xong luôn ơi, trời con mẹ này ơi. Đấy, là xác rồi đấy. Tôi bảo là thế là hơi non. Tôi bảo Hân là tôi biết ngay là gì tại vì kiểu hơi non quá. Một bản này nó bản này. Vừa nãy kiểu đi cùng ấy xong bị bóp méo ấy, chỉ có thể là thằng Jimpy thôi mà con anh nó là legit rồi. Trời ơi. Tôi bạn làm gì đấy? Sợ quá, bạn hiểu bên pha lắm, dí tôi. Sợ quá hay cả lì thế. Ô. Ok. Ai đây? Ủa nha, bảo này. Em với Rim đi nhá, đang chạy xuống cái phòng này làm nhiệm vụ, thấy Hà Lim thấy xác mà chạy lên không báo. Ôi dồi. Sao lại còn là Hải dưới nữa thì thôi. Anh có trách giọng chưa? Trời thế nào được? Đúng luôn. Đúng Liêm. Em đang ở trên kia mà. Không đúng nô Liêm, trên kia anh nghe giọng em rồi bé ơi. Ơ, nãy giờ em có nói với ai đâu? Em đang ở chỗ mà đập chuột đi. Em còn ở đi đâu? Em đang ở chỗ đập chuột mà. Ok. Ok. Là có nói đúng không? Đấy nha. Em chạy em không, em không, em không nói, em đang ở chỗ đập chuột một mình luôn ý. Đâu, em còn không ớ mà. Bị phát hiện rồi. Anh lấy em ớ. Đâu ớ? Nãy giờ em có nói gì đâu ạ? Em đang ở chỗ đập chuột mà. Anh lại bị cất xôn rồi, anh đừng có bị cất xôn. Không, bảo em là ở chỗ giết xong còn ai nhá, còn bảo là anh là đồ tồi, xong chạy lên là tụi tôi chạy xuống là gặp rồi. Tôi tập nói kiểu tập hồi đấy nhở. Em đang ở chỗ đập. Này thấy chưa, đừng có đầu tin là phụ nữ là niềm đau. Đấy, đấy tôi đã bảo rồi, phụ nữ độc ác nham hiểm lắm các bạn ạ, đéo tin ai cả, chỉ tin bản thân mình thôi. Đấy, các bạn cứ bảo tôi tệ đi, trong khi tôi luôn biết cái gì là tốt nhất cho tôi mà. Đấy, quét nhà này, đấy, tập trung chăm chỉ làm việc, có tiền, sau này cưới vợ, lo cho vợ tương lai. Thế là xong, happy life, happy ending. Gì đấy? Thôi, nguy hiểm nha. Mấy anh em cứ đi theo tôi là thì đéo nào nhở? Đéo được. Tôi nghĩ là người ta biết tôi là một người có tài suy luận, cho nên người ta đang đợi sơ hở của tôi để giết tôi đấy. Đéo được, mình phải đi chạy nhiều chỗ. Ui, nhiệm vụ này mới gọi nhiệm vụ khó này. Lâu ấy. Dưới 57 cân, trên 24 tuổi. Ok. Ơ đi. Trên 113. Dưới 52. Tuổi trên 16. Đéo được. Đó. Thì bé mày biết ngay mà. Cái gì mày nhờ, mày thầm giết người rồi. Đang đi chạy đi rồi. Mẹ nó chứ. Lần để làm xong nhiệm vụ mới sẽ bắt được. Má. Đi mà sao nó biết dưới đây mà chạy xuống nó giết luôn ấy nè. Tìm anh khoa học nãy giờ. Rồi. Chạy luôn à. Em với cả các bạn trên đi xuống thì thấy xác của anh khoa học ở bên dưới góc bên trái. Cái chỗ thằng Nhí hồi nãy nó đi qua phải bồn nước mà. Ô, hai người chết à? Thế hồi nãy anh thấy bún ở trên chỗ toán. Không, bún đi với em nãy giờ. À đây à? Bún là đi nãy giờ. Ở cái hồ nước ấy. Xong rồi lên phòng thế. Lùn dương trên. Này em nhớ là em đang... Mẹ ai cho ngày chơi đấy. Lúc trước nhớ là em đi từ bên trái với cả chị... Em chưa được suy luận ạ. Thì có hai con rồi, tại vì em đéo hút. Làng này là căng đét tộc này là chất lừ, không phải là ăn đét tộc này là bất tử. Trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ kênh. Điệp mè cay phải lồn nhưng mà. Điệp mà mày đéo không hiểu, đéo không sao bụng chết. Điếm bê đê. Ơi. Mày bị ai giết vậy? Mày bị ai giết vậy? Lồn dương. Mẹ ai cho rơi đấy, con mẹ tao đang... Tao đang... Ôi! Mày làm gì? Ủa? Mày tìm sách cánh dậy. Ô! Đây! Bạn thấy không? Em luôn rồi! Em là cảnh sát trưởng. Em bắn chị xin xong mà em không chết.
và em report luôn cho mọi người biết. Ôi giời. Trời ơi. Chị xin là dí em nãy giờ luôn. Cứ mời mời em vào phòng xong em cắn luôn. Mời mời em vào phòng. Em mời vào phòng luôn hả? Bắn bắn bắn. Sao mày không vào phòng? Nó ăn luôn đấy này, vào phòng phòng ăn luôn. Nó phòng phòng đang luôn á. Không, anh cứ từ thằng Jin Vi nó phách thì sao? Sướng nhờ. Thằng đường. Có ai nhận cảnh sát trưởng không? Nhưng mà không ai dám nhận. Ủa nhưng mà sao nhận không sợ bị ám sát à? Em bây giờ em bây giờ một đổi một cũng được, em giết được một vịt rồi. Đúng chưa? Có ám sát à nhỉ? Trong ung thư ấy mà não to nhờ. Sao thế? Não to nhờ. Không bảo bạn nhé. Anh ơi, thằng Dương cũng chết rồi anh ơi. Ừ. Đây kìa nhá. Ủa? Ơ đỏ em nãy Dương đi cùng mình cơ mà. Xong sao lại bên phải cơ mà? Ủa? Ơ. Hay là hai em rồi. Hai em mình. Mình chết mẹ à. Ơ, hai anh em lại git mà. Bị chết hết rồi. Mình lại git nè. Ơ. Biểu gì anh? Ờ sao ai phốt cả tôi ấy? Ô vì chết hết rồi này. Có mỗi pha con thôi. Anh Ben với một người đấy. Không ăn. Anh là pháp y về cái lòng. Chết hết rồi. Má trời ơi. Mấy công việc này non thật chứ. Chị non. Không phải là em non, em nói anh nghe. Em ấn điện thoại nên là em ấn chậm hơn chứ em giết em bị chết rồi mà. Em ấn chậm hơn một bước á. Cái thế. Chậm hơn đúng 0,5 giây luôn thề. Chúng ta không thể. Gọi là con vịt lon này. Nói lại được với phụ nữ đâu. Hai con vịt. Lúc nào cũng sẽ có một cái lỗ hổng gì đấy. Tin tôi đi. Trời ơi, sao tôi lại là vịt? Tôi đã bảo tôi không giỏi nói dối rồi mà. Ghê, anh nhím. Ơi. Ơi, đi làm nhiệm vụ. Ê, cái nhiệm vụ ấy như này làm nào nhở? Ba nghe tiếng. Đồng chí tờ linh lên đồ mới nhân lệnh xuống từ trên bộ. Ê thì phải thằng quay lạ vậy lên đây. Ô cái gì anh? Ơ kìa. Hai chiếc người đây. Từ nha. Quay. Không mà sao anh lại giết đếp? Anh có cơ sở nào đâu. Thì em bảo nó nhận nó là dịch anh giết luôn. Không, anh bảo mà, không phải em bảo đâu. Ai là khám thi đi. Lim bảo. Khám rồi, qua ai khám từ thầy không? Qua ai khám được. Lim bảo mà. Em vừa mới thấy anh khoa học chị Hân đi chung với anh đẹp. Có cả Linh ở đây mà. Đây nhá. Không, sau em mới tách lên làm nhiệm vụ với anh nhiều bến phà. Anh là dân phòng. Anh là dân phòng, anh nghe ai bảo anh đếp nhận nó là dịch nên là anh băm nó luôn. Trời ơi anh. Thôi kìa, người ta đang đùa mà. Anh không có đùa, ở miền Tây anh không biết giỡn. Em thấy xác ở chỗ phòng động cơ thì đang đứng. Quầy thế trong hội anh em mình là đéo phải, đéo có ai rồi nhá. Cái hội ở trong ngân hàng ấy. Ai rất linh. Đúng. Thì đó, skip thôi. Không có linh quá. Ờ sao. Ủa, em đi với anh về bến phà nhá. Sao là con anh tóc đỏ bắn nhầm rồi. Bắn nhầm á, sao? Quá sao không ai ý là ám sát nhưng mà bấm nhầm ấy. Ám sát mà lại bấm. Thành đếp nó là gì ta? Đéo gì đấy nhở? Em chưa chơi không điểm ám sát. Khi nào là Lim không nhở? Vậy là trừ một không, em đi về anh hiểu bến phái. Em đi về anh hiểu bến phái. Em hiểu bến phái, vẫn không có trong ngân hàng. Sao nhở? Không, anh hiểu bến phái ở trên chỗ cắt tóc đi chị. Đây, anh hỏi bà này cái. Ok nhé. Không. Mày canh cho anh ấy. Canh cho anh ấy. Ok em đứng ngoài này em canh nhá. Em không đứng gần đâu. Không cái đéo gì, không cái đéo gì mày điên à? Không. Canh nhanh nhanh, sắp xong rồi canh cho anh ấy. Đây đang canh. Ôi trời, xong rồi đi. Đi. Khoảng cách 2m lắm. Mày à, mày 2m. Ui ôi. Đều. Trời ơi. Cái gì đấy? Vừa nãy em bị đuổi, sợ vãi bìu. Em có thể điều tra những chuyên án lớn ở trong thành phố này. Đâu như nào? Được nhờ. Có ra không ai nói gì vậy? Đứng im rồi. Hải ơi. Có ra Hải đứng im rồi.
em với chị xin vừa từ thấy trên đi xuống thì thấy cái sao không của anh không giết được các bạn ơi, giết lộ ngay. Thôi nào em tự giết, em tự report không Liêm? Thế là không, em đi với chị xin mà. Em đi chung. Em đi chung. Thì hai luôn, hai nhiệt luôn đấy. Không, lúc đấy là có đi xuống cái là thấy rồi mà. Đây nhá, bây giờ xem ai đi lẻ là được này. Không, đấy bây là... giờ em cho em nói này, anh Khoa lúc anh nhớ ở cái cái ngân hàng ấy, anh nhớ ở cái ngân hàng không? Cái lúc đấy có cái lúc mà mình giết, lúc đấy có Linh chết nữa, lúc mà mình đứng ở đấy có 4-5 người, vậy là thiếu những ai? Thiếu Itachi này, thiếu Hải Dương. Có tao mà. Thiếu anh Nhím này. Không có anh Nhím. Itachi thiếu em đang làm nhiệm vụ ở trong nhà ra. Không có tao. Đang đứng ở ngân hàng hả? Có tao mà. Có hồ luôn đấy. Anh Kaito. Vậy thì cái lúc đấy ai đi chung với nhau? Vậy thì cái lúc đấy ai những ai đi chung với nhau? Em với Linh với lại anh em đi Hiểu với anh Hiểu. Em đi cậu Hải đang cắt sân nhá. Em làm nhiệm vụ ở trong nhà giam không đi ra thì thấy Hải dưới với cả các nhưng mà, nhưng mà cái xác vừa nãy xem ai đi lẻ kìa, tại vì 4 người đi chung với nhau rồi. Hiểu không? Tao không xem xác vừa nãy xem như nào. Không, tại vì bọn em vẫn còn thắc mắc cái xác đầu. Anh này gứt nha. Bây giờ xem ai đi lẻ là được tại vì 4 bọn anh đi nhau rồi. Rồi. Không, còn cái xác của Linh tại sao lúc đấy không ai phân tích? Cái lúc đấy 4-5 người đi chung với nhau mà, và có hai người đi chung nữa. Có Lim mấy cả. Ui giời ơi, bạn sợ thế. Hải Dương thảo. Thằng Nhím này diễn nha, thằng Nhím này diễn này. Diễn cái đéo gì. Thì mày đứng ở dưới đây một lúc xong mày không thấy ai ra, mày mới chạy vô mày bảo ôi sợ quá. Bố mày chết. Đúng chưa? Bố mày chết. Không thấy là Nhím rồi. Cửa mở. Thế là Nhím rồi. Mày điên là. Thấy tại sao mày không chạy vô luôn? Mày không chạy vô luôn. Bố mày đang xạo lồn với mấy anh em xong bố mày chạy vào. Kiểu duyên diễn ấy. Mẹ đi ha mày, tin mày đây. Bố đang kiểu duyên diễn với anh em đi thôi. Bây giờ anh Hải dưới nói đi, lúc đấy anh cũng mẹ cay thế nhờ. Bé thế nhờ. Hãy xương mùi đứng ở ngoài chạy một bao lấy. Lúc mình chết rồi. Lúc mình chết rồi. Bây giờ nhá là anh em mình clear rồi. Anh em mình tin nhau rồi. Ok. Mẹ hiểu tôi quá. Đập ở trong đây này, đập. Đã điều tra được gì chưa? Điều tra được gì chưa? Ê, có người đi lẻ nhá, anh em để ý nhá. Như thấy vẫn hơi thiếu người sao ấy. Mọi người làm. Hơi thiếu người sao ấy. Thiếu chị bún nha, thiếu chị bún. Tôi còn nhiệm vụ, người phải vào trong mới làm được. Đây có một con tin quan trọng này. Có nhiệm vụ ở dưới bẫy mà. Hồi nãy nó canh me, không thấy ai ra hết. Xong đó giao bộ nó chạy vô, nó bảo sợ quá. Điệp mạng lúc sương mù quá. Đúng rồi, nãy em cũng thấy anh Nhím hết. Lúc ấy tao tắt mic để tao xạo lớn về anh em. Bây giờ cho em xin. Sao? Đây cho anh xin 1 phút. Điệp mạng ơi, nếu được. Anh xin 1 giây, cho anh xin 1 giây. Cảnh sát trưởng đâu? Đây. Bây giờ check anh Nhím với 4 đi, một trong hai người. Check đúng rồi. Kiểu gì? Check đi anh. Giết người, giết đi. Đúng okay. Rồi, giết đi. Cảnh sát trưởng giết là được mà. Ok luôn. Nhưng mà nếu mà giết anh bây giờ nhá. Bây giờ ví dụ nhá, giết anh. Giết anh không phải thì bây giờ vấn đề giải quyết như nào? Đi anh kia. Rồi, sao được rồi, tạm đi anh đi chung đúng không? Tạm đi chung, anh đi chung nãy giờ mà. Ok. Ôi, phải cứng lên. Vậy thì lúc này... Ôi! Ôi! Anh Kato nhá. Anh Kato là gì ấy? Anh Kato là cảnh sát trưởng hay sao ấy? Giọng. Anh Kato là cảnh sát trưởng. Giết ai đây? Giết chị bún là vịt. Mọi người bảo giết bún con gì? Bún đi lẻ con gì? Thế bây giờ còn đúng rồi. Anh Nhím đi lẻ một mình nhá. Anh đi lẻ đâu, anh đi lẻ với mọi người. Không, đây nhá, em bảo này lắm. Trời ơi, anh toàn đi với mọi người thôi. Em bảo này, thằng một công tin cực kỳ quan trọng này, hồi nãy dưới cái tấp liều ấy. Thì mọi người là vừa mở cửa sương mù đúng không, mọi người chạy trong hết, mọi người sợ chết. Riêng thằng Nhím nó đứng ở ngoài, nó canh. Tại vì cái góc nhìn của nó là nó không thấy là tao đang nhìn mày. Nhưng mà tao thấy mày đang đứng canh, mày thấy không ai ra hết, xong mày mới chạy vô. Mày điên tao mà tao trêu mọi người mà. Đúng rồi, thì chỉ còn là anh Nhím thôi. Không kêu, Sao ví dụ nhá, sao tao không núp ở đấy, xong tao không thấy ai ra, tao chạy đi chỗ khác, mà tao lại chui vào cùng mọi người. Thì mà mày tưởng đó là tao không thấy mày, nên là mày mới vô làm như vậy, nhưng mà tao thấy mày rồi. Không kêu. Không, vậy anh Nhím đi. Không phải anh, trời ạ. Cẩn thận vẫn còn vịt đấy nhá, cẩn thận hai vịt. Lờ bốt anh nhá, cẩn thận hai vịt đây. Cẩn thận hai vịt, giết phát là chết luôn đây. Trời ơi. Anh Nhím đi,
còn cây tô mà còn anh thì phải cái giọng này là nó rồi đéo phải tao chỉ có khi là anh nhìn thôi hay đúng năng lồn này mình, nè mình còn phải tao với dân phòng mình cũng sợ sao ấy mình còn hai người thử nè ông không, cảnh sát trưởng bắn nhím luôn không phải tôi thề nó chạy kìa thì có mẹ kêu anh bị gì để mặt cay quá. Bắn thằng nhím, ai thằng nhím à? Bắn thằng nhím, ờ đúng thằng nhím. Để mẹ ông ơi. Ai đem nói nha. Đây. Cây tô vừa chạy xuống đây kiếm thằng nhím giết. Anh cây tô vừa xong rồi nhím giết luôn. Này. Bọn em đi tìm anh nhím luôn. Cây tô là cảnh sát trưởng đúng không? Vừa cắn tao xong rồi tao là người thường em chết luôn này. Cảnh sát trưởng là đi kiếm anh nhím này. Không. Cây tô cảnh sát trưởng cắn anh xong rồi không phải chết luôn này. Trời ơi. Tao đang đi chơi tôi. Giết tôi đang đi chung rồi. Cả hai cùng chết chứ. Ừ, thì anh ơi không chết. Tại anh không phải là vịt. À, bởi vì anh là vịt. Trời ơi, anh không? Ai là vịt gọi linh hồn đây? Gọi là sắc cây tu lên đi. Non là anh đây. Non. Tại anh cắn cây tu. Mạng khó quá, thằng lồn không phải chết mạng nhà. Xin ơi, không phải nhím đâu xin ạ. Không phải nhím đâu xin ơi, tên ăn. Không phải nhím đâu. Ừ, không phải nhím đâu tên ăn. Không phải, mọi người tin tôi một round nữa thôi để tôi chứng minh chức năng cho này. Bỏ qua đây. Ok luôn. Tôi là pháp y, Điệt bắt buộc người bãi lầu có đứng ở đây cầm tôi thấy à. Bị con mẹ am cay thế nhở. Cứng là phải có cứng. Em này, em là Rin Pay này. Nhưng mà nó cứng. Chơi lâu thế nhở. Nó đéo nói nhiều gì ạ. Ê, Quang anh ơi, thằng Bo nó là dân phòng đó. Thật mà. Em đéo biết tiếng Anh. Vì gì lần này? Mày bắn nhầm đúng không hả? Mày bắn series mà. Mày kiếm qua. Mày xin mày đây. Em đéo biết tiếng Anh. Ê, Morty xin cần gì con à? Đéo phá để. Đéo phá cái con này, đóng cửa này. Sợ chưa? Phá đi, phá đi. Phá con rồi. Căng rồi. Ê, sao mà chối nữa em? Cái gì đấy? Quan trọng thế rồi. Em manh động đấy. Ngã ngửa bỏ tay người. Anh Hải à, không phải xin đâu. Không phải xin đâu Hải à. Anh này. Em với lại em. Ôi, em. Với lại em nói nha. Vô cho để nói nha. Bây giờ mọi người cứ focus vào em rồi. Thì em chẳng phải giết à. Em chỉ cần sướng tay chứ. Không, anh giết mà. Anh giết cái đồ lúc đó nó đều để ý nhờ. Anh bỏ qua này. Anh giết cơ mà. Chờ các bạn nhờ. Em định là trừ khử vợi mấy con vịt đi xong lại sẽ để lại một hai con vịt để cho đi giết á, xong em tách vịt đây, ra là được. Giết em này, em tự vớt em đi chưa. Em tự giết em này, chị vớt em đi để em chết à? Anh xin ạ. À, anh đây nào. Tự vớt em luôn. Hay là vớt tao này Hải, xong game sớm này tao còn con cuối okay. Là tao không chơi được. Chị vớt em đi, Em tự vớt em rồi đấy. Không thể nào xin được. Anh đứng đó anh không thấy phải mà. Là em. Không phải em. Anh tin em. Anh tin em. Ôi, okay, em bảo chị. Có người vẫn skip sai cả biểu. Bro. Yo. Trời anh nhím dở quá. Cười quá lồn. Em. Em phải nhìn đứng ở cái góc đấy nhở, không sợ lộ. Tao thấy mà. Không phải. Em nhím vào đứng nó gần mà. Tại vì cái màn hình của anh là nó đéo lộ. Cái màn hình của anh là nó bị xe hết luôn. Em muốn để lại một con vịt. Xong ông tự nhiên ông nhím quả đấy đi lẻ xong để anh Bo anh bắt được chứ. Không phải màn hình hai bên khác nhau. Trời ơi. Không, anh đứng đây nè, anh đứng ngay góc này nè. Xong anh nhìn đi. Nghĩa là tao đứng góc này nè, tao nhìn ra tao thấy đối tao thấy mày đứng. Ừ, tao thấy. Trong màn hình của tao là nó bị xe hết rồi. Còn màn hình mày chắc là nhìn thấy. Thề luôn đấy. Đang cố để lại một con vịt thôi là mình biết là mình chỉ cần tách anh nhím ra rồi. Giết mấy người kia là xong. Bye bye mọi người. Thank you mọi người. Thank you. Good night. Anh em nào mà chưa follow thì cho xin follow nhé. Cảm ơn anh em, cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn rất là nhiều.